Chương 34 Hạ thứ 17 của Đức Phật tại Quê Lú Quá Đá Như đã trình bày ở trên, sau khi nhíp phục và hóa độ dạ xoa a à lá quá cá trong mùa an cư thứ 16 tại Kinh Đô a lá Đức Phật sách tấn và giáo hóa cho nhiều chúng sanh hữu duyên. Mùa an cư kết thúc, Ngài du hành từ Kinh Đô a lá Quy đến tỉnh xá Quê Lũ Quá Ná tại Kinh Thành Ra Giá Gà Há và an cư mùa mưa thứ 17 tại đó. Câu chuyện về kiều nữ mà Sau đây là phần tóm lược về câu chuyện kỹ nữ mà Những thương nhân của kinh thành Rajagaha sau khi tự mình chứng kiến sự lộng lẫy của kinh thành Vesali nhờ sự hiện diện của kỹ nữ Ambabali nhân chuyến trở về Rajagaha họ tâu lên đức vua Pimbisara rằng trong kinh thành cũng nên có một kỹ nữ xinh đẹp. Khi được đức vua cho phép, họ bèn bầu chọn một thiếu nữ xinh đẹp tên là Salawati, là một kỹ nữ được ngưỡng mộ nhất bằng những biểu tượng nghi lễ thích hợp và được đức vua chính thức công nhận. Những ai muốn hưởng dục với nàng trong một đêm phải trả 100 đồng tiền vàng. Khi cử nữ sanh đứa con đầu tiên, đứa bé bị đem bỏ bên vệ đường và thái tử áp bát giá nhặt nuôi và đặt tên là Chiwaka. quá khi lớn lên, Tri Quá Cá đi đến là và học nghề thuốc với một vị thầy nổi tiếng. Tri Quá Cá trở thành một y sĩ nổi tiếng đến ngày hôm nay. Một thời gian sau, Salawati sinh ra một bé gái. Vì con gái có thể theo nghề kỹ nữ của mẹ nên đứa bé ấy được giữ lại không giống như trường hợp của Tri Quá Cá và được nuôi dưỡng chu đáo. Đứa bé gái được đặt tên là Sirima. Khi Salawati chết đi, nàng kế thừa nghề của mẹ và được công nhận là một kỹ nữ đáng ngưỡng mộ nhất do đức vua phê chuẩn. Những ai muốn tìm khoái lạc với nàng trong một đêm thì phải trả một ngàn đồng tiền vàng. Đây là bài kệ tóm tắt về kỹ nữ Sirima. Thời Pháp của Đức Phật liên quan đến Sirima. Trong khi Đức Phật đang trải qua mùa an cư hạ thứ 17 tại tỉnh xá quê lúa quá ná trong thành Rajagaha, Gaha, mà là một thiếu nữ xinh đẹp. Điểm đặc biệt về nàng là như thế này. Trong mùa mưa ấy, nàng đã xúc phạm điều gì đó đến một cận sư nữ của Đức Phật tên Uttara, con dâu của trưởng giả Bunya là bậc thánh Sotabanya. Để tạ lỗi với utara nàng sám hối với Đức Phật khi ngài thọ thực xong cùng với tăng chúng tại cửa nhà của Uttara. Vào ngày hôm ấy, sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, tán dương sự cúng dường vật thực, nàng chứng đắc thánh quả, Sota thích phá lá khi Đức Phật đọc lên câu kệ bắt đầu bằng Ako, Ako de na kodam, đi đến chỗ kết thúc. Bài mô tả chi tiết sẽ được nêu ra khi chúng ta đến phần nói về Nanda Mata Uttara Upasika trong phần tiểu sử của các cận sự nữ ở Chương Tam Bảo. Vào ngày sau khi chứng đắc Thánh quả nhập lưu, kỹ nữ Xīrìmà đã thỉnh mời tăng chúng có đức Phật đứng đầu, dự một buổi lễ cúng dường to lớn. Từ người ấy trở đi, nàng cúng dường vật thực điệu đặn đến nhóm 8 vị Tỳ khưu. Theo sự thỉnh mời của nàng, ngày đầu tiên có 8 vị Tỳ khưu đến nhà của Xīrìmà để nhận vật thực cúng dường. Khi tác bạch rằng Thưa chư Đại Đức, xin các ngài hãy nhận lãnh món bơ, xin hãy nhận lãnh món sữa. Nàng đặt các món cúng dường lên miệng bát của tám vị tỳ khưu, Vật thực được thọ lãnh bởi các vị tỳ khưu từ nhà của Sĩ Mà, đủ cho ba người hoặc bốn người ăn. Mỗi ngày, nàng Sĩ Mà bỏ ra 16.000 đồng tiền vàng cho việc cúng dường vật thực. Một hôm, có một vị tỳ khưu trong nhóm tám vị tỳ khưu đến nhà của mà thọ lãnh vật thực rồi một mình đi đến tỉnh xá khác cách vương thành Rajagaha trên ba giờ tuần. Vào buổi chiều nọ, trong khi vị tăng khách đang ngồi ở chỗ dành cho vị Mahathera của tỉnh xá, thì những vị tỳ khưu đồng phạm hành đi đến đón tiếp với lời lẽ thế này. Này hiên giả, hiên giả đã độ thực ở đâu mà đến đây vậy? Vị tỳ khưu khách đáp, Thưa các tôn giả, tôi đến đây sau khi đột vật thực của nhà nàng mà trong nhóm tám vị. Các vị tỳ khưu lại hỏi, này hiền giả, có phải nàng mà đã cúng dường vật thực rất hấp dẫn không? Vị ấy nói, thưa các tôn giả, tôi không thể dùng lời lẽ để ca ngợi vật thực cúng dường của nàng cho đầy đủ được. Nàng cúng dường vật thực đến chúng tôi khi đã chuẩn bị một cách tốt nhất vật thực được nhận lãnh bởi một vị tỳ khưu từ nàng đủ cho ba hoặc bốn vị ăn tuy nhiên thật may mắn cho người nào được nhìn thấy sắc đẹp của nàng hơn là nhìn thấy vật thực cúng dường của nàng người phụ nữ đó xí mà quả thật là người có mỹ tướng như thế như thế và vẻ đẹp của tứ chi lớn nhỏ khi ấy có một vị tỳ khưu trong nhóm tỳ khưu ấy sau khi nghe những lời khen ngợi, những phẩm cách của nàng bà, bèn đem lòng thương thầm nhớ trộm nàng, dù trên thực tế chưa thấy con người thật của nàng. Vị này nghĩ rằng ta sẽ đi xem nàng. Vị ấy thông báo với vị tân khách về hạ Lạp của mình và hỏi những tỳ khưu nào hiện đang có mặt tại nhà của bà. Vị tân khách đáp: "Thưa tôn giả, nếu tôn giả đi ngay bây giờ, thì tôn giả sẽ là một trong những vị tỳ khưu được đến nhà của sĩ Mà vào ngày mai và thọ lãnh vật thực được dân cúng đến thám vị tỳ khưu. Khi nghe như vậy, vị tỳ khưu bèn lên đường đi ngay mang theo y và bác. Dù vị ấy không thể đến Rajagaha trong đêm ấy, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục cuộc hành trình. Và vị ấy đến Rajagaha khi trời vừa rạng sáng. Khi đi vào phòng rút thăm và đứng ở đó, và cái thăm được phát đến cho vị ấy. Rồi vị ấy cùng với nhóm tỳ khưu đi đến thọ lãnh vật thực tại nhà của nàng mà Nhưng nàng mà đã bị một cơn bệnh nặng thập tử nhất sinh kể từ ngày mà vị tỳ khưu trước ra về sau khi độ thực tại nhà của nàng. Do đó, nàng phải cởi bỏ tất cả nữ trang mà nàng thường đeo trên người hàng ngày và nằm trên chiếc trường kỷ. Khi những người hầu của nàng trông thấy tám vị tỳ khưu đi đến, họ báo cho nàng biết nhưng nàng không thể mời ngồi và cũng không thể tự tay thỉnh bát các vị tỳ khưu giống như những ngày trước bởi vậy khi đang nằm nàng dặn những người hầu hãy thỉnh bát từ các vị tỳ khưu hãy sắp xếp chỗ ngồi và cúng dường món cơm dẻo trước tiên sau đó dâng món bánh và khi giờ thọ thực đến hãy đặt đầy đủ vật thực vào bát và dân chúng đến các ngài những người hầu đáp vâng thưa bà chủ sau khi đưa các vị tỳ khưu vào nhà các nữ hầu bèn dâng món cơm dẻo đến các tỳ khưu sau đó họ dâng món bánh đến giờ ăn họ đặt đầy cơm và vật thực vào bát của các tỳ khưu do họ trình với sứ bà những việc mà họ đã làm xong nên bèn nói với họ rằng này các cô các cô hãy đưa ta đến ý kiến các ngài ta muốn đảnh lễ các ngài khi các nữ hầu đưa nàng đến đảnh lễ các tỳ khưu, nàng thành khẩn đảnh lễ các vị ấy, với tấm thân run rẩy của nàng vì nàng không thể đứng vững được. Vị tỳ khưu mà đem lòng say đắm giết mà, dù trước kia chưa thấy nàng, giờ đây chăm chăm nhìn nàng và suy nghĩ. Nàng giết mà, dù bị bệnh nhưng trông vẫn xinh đẹp. Nếu nàng khỏe mạnh và trang điểm nữa thì nàng đẹp đến nhường nào. Rồi tại nơi đó, khát ái khởi sanh mãnh liệt trong tâm của vị ấy, tự như nó đã được tích tập từ hàng triệu năm. Vị ấy không còn biết bất cứ điều gì khác và không thể đổ thực được. Vị ấy mang bác trở về tình xá, đầy bác và để nó vào một chỗ, trải y ra rồi nằm dài trên đó. Không một vị tỳ khưu đồng phạm hạnh nào có thể khuyên vị ấy ngồi dậy để đổ thực. Chiều hôm ấy, nàng siết rít Mà qua đời vua Bimbisara đem tin ấy bạch với đức phật rằng bạch đức thế tôn xí mà em gái của y sĩ triều quá cá đã chết nghe tin này đức phật cân dặn đức vua rằng tàu bệ hạ khoan thiêu xác của xí rí mà. hãy đặt xác của nàng nằm ở giữa bãi tha ma và bảo vệ nó ngăn ngừa quạ chó trồn, vân vân. đức vua làm y như lời đức phật cân dặn Ba ngày trôi qua, đến ngày thứ tư, xác của Sirima trương phồng lên, những con giòi bò ra từ chín lỗ trên thân, toàn thân vỡ ra giống như cái nồi đang sôi sục. Đức vua Bimbisara sai người đánh trống đi khắp thành Rajagaha để ban bố lệnh truyền của vị ấy. Tất cả dân cư, ngoại trừ trẻ con trong nhà, phải đi đến bãi tha ma để xem xác của Sirima những ai không đi sẽ bị phạt 8 đồng tiền vàng mỗi người. Vì ấy cũng cho người tỉnh Đức Phật đến bãi Tha Ma và quan sát nhục thân của nàng siri Mà. Khi ấy Đức Phật bảo các tỳ khưu rằng, Chúng ta hãy đi xem xác của nạn mà Vì tỳ khưu trẻ lụy tình, không nghe lời khuyên của những tỳ khưu khác, chỉ nhịn đói và nằm như vậy. Vật thực để trong bát cách đây đã bốn ngày đã hư thiêu. Cái bát cũng trở nên dơ bẩn, rồi một vị tỳ khưu thân thiết nói với vị ấy rằng Này hiền giả, Đức Thế Tôn chuẩn bị đi xem xác của nạn xí mà. Tuy đang bị cơn đói bức bách nặng nề, vị ấy vùng dậy khi nghe tên xí mà. Vị ấy hỏi, hiền giả nói gì vậy? Vị tỳ khưu đáp, Đức Phật chuẩn bị đi xem xác của xí mà. Hiền giả có đi không? Vị ấy trả lời, đi, tôi đi với. Vị ấy quăng bỏ vật thực thiêu thối, rửa bát bỏ vào trong túi và đi cùng với vị tỳ khưu kia. Đức Phật đứng ở một bên tại bả thai ma có các vị tỳ khưu xung quanh, nhóm tỳ khưu ni, vua quan, cần sự nam, cần sự nữ đang đứng ở phía bên kia. Khi tất cả đã cu hội lại rồi, Đức Phật bèn hỏi Đức vua: Tâu đại vương, người đàn bà này là ai vậy? Đức vua trả lời. Bạch Đức Thế Tôn, nàng là thiếu nữ tên Siri Mà, em gái của y sĩ Trì Quá Cá. Đức Phật hỏi tiếp, nàng ta có phải là Siri Mà không? Tâu Đại Vương. Đức Vua khẳng định đúng như vậy. Đức Phật bèn nói rằng, Tâu Đại Vương, nếu vậy thì hãy cho người đánh trống lan truyền rằng, những ai ước muốn nàng Siri Mà có thể lấy nàng với giá một 000 đồng tiền vàng. Đức vua làm theo chỉ bảo của Đức Phật, nhưng chẳng ai tốt ra lời nào, chỉ vài tiếng hừ hè. Khi Đức vua bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn không ai muốn lấy nàng cả. Đức Phật bèn nói, Tâu Đại Vương, nếu không ai muốn lấy nàng với giá một ngàn đồng tiền vàng thì hãy giảm giá. Khi ấy Đức vua công bố rằng những ai muốn lấy nàng Sĩ Đi Mà thì chỉ trả 500 đồng thôi, nhưng cũng không thấy ai lấy nàng với giá đó. Và như vậy, mức giá được giảm xuống còn 250, 200, 100, 50, 25, 5 đồng, 1 đồng, nửa đồng, 1 phần 4 đồng, 1 phần 16 đồng, chỉ một hạt quỳnh giá. Nhưng không có ai bước ra nhận lãnh xác của nạn Siri mà. Cuối cùng, người ta công bố rằng xác thân của nàng được cho không nhưng chẳng ai lên tiếng hí hố gì cả đức vua bạch lại vấn đề với đức phật bạch đức thế tôn chẳng ai chịu lấy thân xác cả khi được cho không ấy khi ấy đức phật nói này các tỳ khưu hãy xem người đàn bà này siri mà là người vốn rất được yêu quý bởi rất nhiều người trước đây trong kinh thành ra giá gà há này người ta có thể hưởng khoái lạc với nàng bằng cách phải trả Một 000 đồng tiền vàng trong một đêm. Bây giờ, chẳng ai muốn lấy nàng dù không trả một đồng nào cả. Sắc đẹp được đánh giá rất cao, vậy mà giờ đây đi đến chỗ hại vong. Này các tỳ khưu qua con mắt trí tuệ của ngươi, hãy quán xét thân này luôn bị đớn đau khó chịu. Rồi Đức Phật tuyên câu kệ sau. Này các tỳ khưu, chẳng có cái gì bền vững trong tấm thân này dù chỉ chút ít. Tấm thân được làm cho trở nên khả ái và thanh lịch bằng y phục, vật trang sức, bông hoa, vật thơm và những hình thức trang điểm khác. Tấm thân bao gồm tứ chi lớn nhỏ xinh đẹp và cân đối tạo ấn tượng sai lầm về sự lộng lẫy. Nó có thể đứng thẳng nhờ 300 đốt xương thường xuyên bị đau đớn và khó chịu lại được nhiều kẻ phàm phu mê mờ cho là khả ái thích hợp và may mắn vì họ không biết sự thật và không có trí tuệ nó không khả ái vì toàn thể tấm thân này sự gớm ghét chúng tiết ra từ chín lỗ như chín vết thương bằng con mắt thông tuệ của các vị hãy nhìn vào tấm thân như thế này và thường xuyên quán niệm vào lúc kết thúc thời pháp 84.000 chúng sanh giác ngộ tứ diệu đế và chứng đắc giải thoát. Vị tỳ khưu mà đã đem lòng say đắm nàng mà cũng được an trú trong quả thánh nhập lưu. Bài trình bày ở trên được rút ra từ câu chuyện về nàng mà giá Ra Quách Gá cuốn 2 của Bộ chú Giải Đâm Má Bách Đá. Liên quan đến câu chuyện mà một bài được mô tả trong bài kinh quý Giác Giác, Uragga Wadga của cuốn 1 trong bộ chú giải Sutta Nipata sẽ được tái tạo như sau, vì bài kinh có nhiều điều thú vị. Khi vị tỳ khưu trẻ đang đói khát, thì Sirima chết và tái sanh làm chánh hậu của thiên vương xuất Già Má cõi trời Già Má. Đức Phật cùng với chúng tỳ khưu dẫn vị tỳ khưu trẻ đi xem thi hại của Sirima tại bãi Tha Ma do đức vua Bimbisara gìn giữ chưa thiêu theo lời chỉ dạy của Đức Phật. Tương tự, Đức Vua cùng với thần dân có mặt ở đó. Tại bãi Tha Ma, dân chúng bàn bạc với nhau rằng Này các bạn, trong quá khứ, thật khó để có được cơ hội xem và hưởng lạc với nàng cho dù bỏ ra một ngàn đồng tiền vàng. Nhưng bây giờ thì chẳng có ai muốn làm như vậy dầu chỉ trả một hạt quân giá. Thiên hậu Sirima mà cùng với 500 chiếc thiên xa đi đến bãi Tha Ma. Ở đó, Đức Phật thuyết bài kinh quý giá giá đến các vị tỳ khưu và hàng cư sĩ. Còn vị tỳ khưu trẻ, Ngài khuyến khích bằng cách đọc lên câu kệ bắt đầu bằng Bassachita Katam Bim Pam, được ghi lại trong bộ Dhammapada. Bà bài kinh quý giá giá và bản dịch của bài kinh Sự đi, đứng, ngồi hoặc nằm sự co cuối hoặc duỗi thẳng tất cả những tư thế gồm đi đứng nằm ngồi bước tới bước lui khom xuống và ngửa lên đều là những chuyển động của thân câu kệ sau hàm ý như sau trong thân này không có người đi không có người đứng không có người duỗi ra thực ra ta nên hiểu rằng a à, Chính tâm muốn đi, đứng, nằm hoặc ngồi. B. Chính tâm làm duyên để yếu tố gió lan tràn khắp thân. C. Khi yếu tố gió lan tràn khắp thân thì sắc mới sanh khởi và chính sắc đi. D. Nên biết bằng trí tuệ rằng cái đang đi không phải là người hay ta mà chính sắc làm công việc đi. E. Nên biết bằng trí tuệ rằng cái đang đứng không phải là người hay ta mà chính xác làm công việc đứng f nên biết bằng trí tuệ rằng cái đang ngồi không phải là người hay ta mà chính xác làm công việc ngồi g nên biết bằng trí tuệ rằng cái đang nằm không phải là người hay ta mà chính xác làm công việc nằm h nên biết bằng trí tuệ rằng cái đang khom xuống không phải là người hay ta mà chính xác làm công việc khom xuống Y, nên biết bằng trí tuệ rằng cái đang duỗi ra không phải là người hay ta mà chính sách làm công việc duỗi ra. Theo những dòng kể trên, một khi tâm muốn đi thì yếu tố gió do tâm làm duyên tràn lan khắp thân. Do sự tràn ngập của yếu tố gió có xuất hiện động tác bước tới của thân, nghĩa là loại sắc đặc biệt khởi sanh liên tục qua động tác bước tới một chỗ khác như mong muốn. Do động tác bước tới của sắc khởi sanh liên tục này, động tác ấy được gọi là đi theo cách nói thông thường. 2. Tương tự, khi tâm muốn đứng thì yếu tố gió do tâm làm duyên tràn lan khắp thân. Do sự tràn ngập của yếu tố gió xuất hiện động tác bước tới của thân, nghĩa là loại sắc đặc biệt khởi sanh liên quan qua tư thế đứng thẳng. Do tư thế đứng thẳng của những sắc khởi sanh liên tục này trong việc kết nối phần trên và phần dưới của thân, Tư thế như vậy được gọi là đứng theo cách nói thông thường. 3. Tương tự, khi tâm muốn ngồi thì yếu tố gió do tâm làm duyên tràn lan khắp thân, do sự tràn ngập của yếu tố gió có sự xuất hiện tư thế co lại của phần dưới và duỗi thẳng của phần trên, nghĩa là loại sắc đặc biệt khởi sanh liên tục qua tư thế co lại của phần dưới và duỗi thẳng của phần thân trên. Do đó tư thế một phần co lại và một phần đứng thẳng của những sắc khởi sanh liên tục, tư thế như vậy gọi là ngồi theo cách nói thông thường. 4. Tương tự, khi tâm muốn nằm thì yếu tố gió do tâm làm duyên tràn lan khắp thân. Do sự tràn ngập của yếu tố gió có xuất hiện động tác duỗi ngang của thân, nghĩa là loại sắc đặc biệt khởi sanh liên tục qua duỗi ngang của thân. Do động tác duỗi ngang của những sắc khởi sanh liên tục này, tư thế như vậy được gọi là nằm theo cách nói thông thường trong trường hợp cúi xuống hoặc duỗi ra cũng vậy vì tâm muốn cúi xuống hoặc duỗi ra nên yếu tố làm duyên tràn ngập khắp các đốt xương do sự tràn ngập của các yếu tố gió động tác cúi xuống hoặc duỗi ra xuất hiện nghĩa là những sắc đặc biệt khởi sanh liên tục qua động tác cúi xuống hoặc duỗi ra do động tác cúi xuống hoặc duỗi ra của những sắc khởi sanh liên tục này động tác như vậy gọi là cúi xuống duỗi ra theo cách nói thông thường cho nên tất cả những động tác đi đứng nằm ngồi co hoặc duỗi đều thuộc về thân nghĩa là rất đặc biệt khởi sanh qua những động tác riêng biệt ấy trong thân này không có nhân vật nào không có thực thể nào không có linh hồn nào đi đứng nằm ngồi co hoặc duỗi thân này không có bất cứ nhân vật nào thực thể nào linh hồn nào làm công việc đi đứng nằm ngồi co hoặc duỗi thực thể ấy là Do trạng thái đặc biệt của tâm, trạng thái đặc biệt của yếu tố gió khởi sanh, do trạng thái đặc biệt của yếu tố gió, trạng thái đặc biệt của sự chuyển động của thân khởi sanh, đó là ý nghĩa rốt ráo của câu kệ. Qua câu kệ đầu tiên này, Đức Phật dạy về ba đặc tánh, đặc tánh vô thường, đặc tánh khổ và đặc tánh vô ngã. Cách mà Ngài giảng dạy như sau. Khi một người ở lâu trong bất cứ ai nghi nào của bốn ai nghi, đi đứng nằm ngồi thì người ấy sẽ bị đau nhất khó chịu để diệt trừ sự đau nhất và khó chịu ấy người ta phải thay đổi oai nghi đặc tánh khổ bị che đậy bởi oai nghi để ngăn không cho đặc tánh khổ xuất hiện nó được ẩn giấu bởi một oai nghi khác đó là lý do khiến các bậc trí tuệ nói rằng oai nghi che lấp đặc tánh khổ như vậy qua ba dòng kệ bắt đầu bằng đặc tánh khổ bị che khuất bởi sự thay đổi oai nghi được giảng dạy. Sự thay đổi từ oai nghi này đến oai nghi khác là do sự đau đớn của thân. Nguyên nhân sự đau đớn của thân, đặc tánh khổ được biết từ kết quả nêu trên. Kết quả ấy là sự thay đổi oai nghi. Cũng vậy, vì không có oai nghi đứng, vân vân, trong khi người ta đi, nên đặc tánh vô thường bị che khuất bởi tính liên tục, được giảng dạy bởi đức phật qua cầu kệ. Tất cả những oai nghi gồm đi, đứng, nằm, ngồi bước tới, bước lui, khom xuống, duỗi ra là những chuyển động của thân. Giải thích, sự khởi sanh không gián đoạn của danh và sắc gọi là sanh tá tiết. Do bởi sanh tá tiết này, sự khởi sanh liên tục của danh và sắc, sự chấm dứt và biến mất của danh và sắc, tức là đặc tính vô thường không được trông thấy, đó là lý do khiến các bậc trí nói rằng tính liên tục che khuất đặc tính vô thường. Qua lời dạy của Ngài, Đức Phật muốn nói rằng tất cả những oai nghi này là những chuyển động của thân. Trong những oai nghi, một nhóm danh sách phù hợp với oai nghi ấy khởi sanh không gián đoạn. Qua sự thay đổi của mỗi oai nghi, nhóm danh sách cũng thay đổi hoặc biến mất. Do đó, cần hiểu rằng, qua dòng kệ thứ tư và cũng là dòng kệ cuối cùng, Đức Phật dạy đặc tánh vô thường bị che khuất bởi tính liên tục. Như đã nói trên, trong sự thật tối thượng Chính do tâm muốn đi đứng, nằm, ngồi, nguyên tố gió do tâm làm duyên khởi sanh, do nguyên tố gió tràn ngập khắp thân, những sắc đặc biệt như động tác đi, đứng, nằm, ngồi khởi sanh, liên quan đến những động tác này, người ta nói rằng người ta đi, người ta đứng, người ta nằm, người ta ngồi, người ta bước tới, người ta bước lui, người ta cúi xuống hoặc người ta duỗi ra. Tuy nhiên, theo sự thật tối thường đây chỉ là những khởi sanh của những sắc đặc biệt vì chúng được làm cho khởi sanh bởi những nguyên nhân được kết hợp thích ứng. Nghĩa là đây chỉ là sự khởi sanh của những sắc đặc biệt của những oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, vân vân đã được thúc đẩy bởi sự kết hợp mà phù hợp với những nguyên nhân thuộc về cả sắc lẫn danh trong thân. Những người theo thuyết linh hồn vì không có kiến thức thâm sâu về điều này nên họ cho rằng chính linh hồn đi, đứng, nằm, ngồi. Ngược lại, Đức Phật tuyên bố rằng không phải linh hồn làm công việc đi, đứng, nằm, ngồi. Tất cả những oai nghi này chỉ là chuyển động của thân xuất hiện qua những động tác riêng của chúng, được thành lập bởi một số nguyên nhân kết hợp trong sự hòa hợp. Bốn khối, gắt nát Ở đây có bốn khối, một khối liên tục, 2. khối kết dính, 3. khối phận sự và 4. khối cảnh duyên. Trong bốn khối này, một Sự sanh khởi của các yếu tố về thân với tâm bằng sự hợp nhất, sự kết hợp và kết dính nhau để chúng xuất hiện như một tổng thể mà không có kẻ hở nào, gọi là khối liên tục. Ở đây, không có kẻ hở nào, nghĩa là sự chấm dứt của nguyên tố đi trước xảy ra đồng thời với sự khởi sanh của nguyên tố đi sau. Một nguyên tố vừa diệt thì nguyên tố tiếp theo sau vừa sanh lên. Những nhà biên soạn bộ tiết cá cho là không có kẻ hở giữa nguyên tố này với nguyên tố kế tiếp. Do sự sinh khởi mà không có kẻ hở như vậy, dường như những nguyên tố sanh khởi mạnh hơn và vượt trội và những nguyên tố diệt hiện bày yếu hơn. Thế vậy người ta có ấn tượng sai lầm rằng cái gì chúng ta thấy bây giờ là cái mà chúng ta thấy khi trước. Điều này được chứng tỏ bởi sự thật rằng khi một cây nhang đang cháy được quay vòng tròn thì người ta nhìn thấy đó là một vòng lửa. Đây thật sự là khối liên tục. Hai, sự khởi sanh của các yếu tố thuộc tâm như xúc vân vân và các yếu tố thuộc về thân như yếu tố đất vân vân bằng sự hợp nhất, sự kết hợp và kết chính nhau đến nỗi tất cả chúng cho người ta một ấn tượng rằng Chúng là một thì gọi là khối kết dính Khi các yếu tố của thân và tâm sanh khởi Chúng sanh khởi không phải vì đặc tính tự nhiên Về phía tâm có tối thiểu 8 yếu tố như Nhãn thức và bảy sở hữu biến hành Về mặt thân cũng vậy có tối thiểu 8 yếu tố Qua đó 8 loại sắc được ám chỉ đến Như vậy tối thiểu 8 đặc tính tự nhiên Thuộc danh pháp và sắc pháp Cho ấn tượng rằng chúng chỉ là sự hợp nhất kết hợp và kết dính nhau. Đây quả thật là khối kết dính. 3. Các yếu tố thuộc đơn vị danh và sắc khởi sanh làm những phận sự riêng của chúng. Khi chúng khởi sanh, thật khó khăn cho những người không có kiến thức âm biết tâm mát để hiểu đây là phận sự của xúc, đây là phận sự của thọ, đây là phận sự của tưởng vân vân. Cũng vậy, thật khó khăn để họ hiểu đây là phận sự của nguyên tố đất, đây là phận sự của nguyên tố nước, đây là phần sự của nguyên tố gió và đây là phần sự của nguyên tố lửa vân vân như vậy những phần sự của các nguyên tố do khó thấu hiểu chúng xuất hiện như một tổng thể do sự hợp nhất sự kết hợp và sự kết chính như vậy nó được gọi là khối phần sự 4. các yếu tố được mỗi đơn vị danh pháp đều chú ý hướng về hoặc các yếu tố thuộc về mỗi đơn vị sắc pháp tạo thành một đối tượng chú ý bằng sự hợp nhất sự kết hợp và sự kết dính khiến người ta có cảm tưởng rằng chúng chỉ là một đặc tính tự nhiên trên thực tế là khối cảnh duyên nói tấm lại nhiều yếu tố thuộc danh pháp và sắc pháp khởi sanh như là kết quả của một nhân nhưng thật khó phân biệt được những điểm khác biệt của chúng về thời gian đặc tánh phận sự và sự chú ý và như vậy chúng tạo ra một ấn tượng sai lầm rằng chúng chỉ là một đơn vị chúng có những tên gọi là Bài mô tả về bốn khối này được tái tạo từ bộ Dhammasanghini, Mulatika và Anutika. Khi bàn về sự thật tối thượng thì đặc tánh của một yếu tố sẽ được phân biệt rõ. Ví dụ, nói về hạt ớt, tâm chỉ tập trung vào vị của nó chỉ khi nào đặc tánh tự nhiên của một yếu tố được phân biệt rõ ràng bằng con mắt của trí tuệ thì sự thật tối thượng mới có thể thông đạt chỉ khi nào sự thật tối thượng được thông đạt thì khi đó khối mới bị tan rã chỉ khi nào khối bị tan rã thì trí tuệ vua ngã mới đạt được nếu đặc tánh tự nhiên không được phân biệt rõ bằng con mắt trí tuệ thì sự thật tối thượng không thể được thông đạt nếu sự thật tối thượng không thể thông đạt thì khối không bị tan rã. Nếu khối không bị tan rã thì sự hiểu biết về vô ngã không đạt được. Đó là lý do khiến các bậc trí nói rằng khối che khuất đặc tánh vô ngã. Qua dòng kệ thứ tư của câu kệ đầu tiên, Đức Phật lột tả đặc tánh vô ngã bị che khuất bởi các khối vì Ngài nói rằng ở đó tất cả tư thế này không thuộc về linh hồn hay một thực thể mà thực ra Chúng chỉ là những chuyển động của các yếu tố danh sách hoàn tất những phần sự tương ứng của chúng. Giáo pháp quả thật thâm sâu mà sự hiểu biết thông thường không thể đạt được. Kết thúc bài kệ đầu tiên Sau khi đã thuyết giảng về ba đặc tướng là sự trống vắng của sự tường tồn, lạc và ngã, và để thuyết giảng hai loại bất tịnh tướng, hữu thức bất tịnh tướng và vô thức bất tịnh tướng. Đức Phật đọc lên câu kệ sau. Cơ thể sống gồm có 300 đốt xương, 900 sợi gân buộc giữa các đốt xương và 7.000 mau mạch giúp cảm thọ các vị. Nó được đắp lên bởi lớp da dày bên trong màu trắng và 900 cục thịt vô cùng hôi hám và nhường gớm cơ thể sống này được bao bọc bởi lớp da mỏng ở bên ngoài có nhiều màu sắc khác nhau như những vách nhà được sơn quét do đó thực chất của sự gớm ghiếc hoàn toàn không thể nhận ra được bởi những kẻ ngu si mù quáng vì thiếu trí tuệ bản chất của thân được nói như sau giống như trong căn nhà có những cái xà ngang đòn tay những cái rui chính và những cái ruồi phụ và những cái quan trọng khác được kết buộc lại và giữ cho không được lay chuyển bởi những sợi mây. Cũng vậy, trong thân này có 360 đốt xương được buộc lại và được giữ chặt bởi chín trăm sợi gân. Giống như những bức vách bằng phen tre được trét lên bằng phân trâu và đất mịn. Cũng vậy, những đốt xương và những sợi gân được trét lên bởi 900 cột thịt. Như những vách nhà được trét bằng xi măng, cũng vậy tấm thân này được đắp lên nhờ lớp da dày đặc. Những đốt xương, những sợi gân, những cục thịt và lớp da dày có đặc tính là có mùi hôi hám. Nhưng những bức vách được sơn vết bởi những màu sắc khác nhau như màu nâu, màu vàng, màu lục, màu đỏ, vân vân để làm cho căn nhà trông xinh đẹp. Cũng vậy, những đốt xương, những sợi gân, những cục thịt và lớp da dày được bao bọc bởi lớp da ngoài mỏng như cánh của con ruồi có màu nâu, màu vàng, màu đỏ hoặc màu trắng. Rất mỏng manh đến nỗi khi nó được lột ra khỏi thân và được vo lại thành cục tròn thì kích thước của nó nhỏ bằng hạt mận do đó những người không có trí tuệ thì không thể nhìn thấy bản chất gớm ghiếc vốn thật của nó để thuyết giảng rằng nhiều bộ phận bên trong không khả ái phải được trông thấy bằng cách xuyên suốt chúng với con mắt trí tuệ những bộ phận rất nhơ bẩn hôi tanh nhờn gớm nhưng không được mọi người nhìn thấy vì chúng được bao bọc bởi lớp da dày và lớp da mỏng ở ngoài phủ nhiều màu sắc. Đức Phật tiếp tục đọc lên những câu kệ sau. 3. Cơ thể sống này không chứa hương thơm của gỗ chiên đàn, vân vân. Thật vậy, thân này chứa đầy lòng ruột, vật thực mới được ăn vào, gan, nước tiểu, tim, hai lá phổi cập thận và lá lách. 4. Cơ thể sống chứa đầy chất nhờn từ lỗ mũi, nước biếng, mồ hôi, mỡ, máu, mật và đàm và tủy. Sau khi thuyết giảng như vậy với hai câu kệ này, rằng trong thân này không có gì đáng ưa thích để giữ như ngọc trai, hồng ngọc vân vân, mà thật ra thân này chứa đầy những vật bất tịnh. Đức Phật bèn đọc lên hai câu kệ sau đây để lột tả những vật bất tịnh bên trong tương phản với những thứ bên ngoài và để kết hợp những thứ đã được kể ra với những thứ chưa được kể ra. Năm Ngoài ra, từ chín lỗ trên thân hằng tuôn chảy trong mọi lúc mà không thể kiểm soát được, cả ngày lẫn đêm những yếu tố như nhường gớm. Từ hai con mắt chảy ra chất bài tiết nhờ bẩn, từ hai lỗ tai chảy ra chất sáp nhờ bẩn. 6. Nước mũi hôi hám chảy ra từ hai lỗ mũi, đồ ăn có bọt khi bị nôn ra qua miệng, đôi khi mật như là cơ quan và như là chất lỏng và đàm đi ra từ miệng. Từ thân này, mọi lúc, ngày và đêm, tuôn chảy mồ hôi, chất muối chất ẩm chất cặn và những vật bất tịnh khác ở đây vì phần chảy ra từ hậu môn và nước tiểu chảy ra từ chỗ kín điều này ai cũng biết vì đức phật muốn cho thấy sự quan tâm của ngài đối với nguyên nhân cá nhân và người nghe có liên quan nên ngài đề cập đến chúng một cách rõ ràng và vì ngài chỉ muốn nói rằng có những vật bất tịnh chảy ra qua những phương tiện khác nữa nên ngài gồm tất cả trong câu nói qua hai câu kệ này đức phật cho một ví dụ giống như cơm được nấu bọt nổi lên và chảy tràn ra ngoài miệng nồi cũng vậy khi vật thực ăn vào được nấu và thiêu đốt bởi ngọn lửa tiêu hóa sinh ra do nghiệp quá khứ của con người những vật bất tịnh như ghen, mắt, vân vân trồi lên và chảy ra ngoài thân. Đầu được công nhận là phần thiên liêng nhất của thân trong thế gian này do bởi tính chất thiên liêng hoặc đôi khi do ngã mạng, đầu không cúi xuống để tỏ sự tôn kính để những người đáng tôn kính. Đã cho thấy rằng tấm thân là bất tịnh và nhường gớm bởi sự thật rằng ngay cả đầu là phần cao nhất của thân cũng không có sự trong sạch và thực chất nên Đức Phật đọc lên câu kệ này. Ngoài ra, cái đầu trống rỗng của cơ thể sống này chứa đầy não rất nhân gớm. Kẻ gu mù, quán đối với thực tại do ái dục ngã mạng và tà kiến. Vì người này bị che lấp bởi vô minh nên lầm lạc cho thân này là thân của ta quả thật xinh đẹp. Sự xinh đẹp là thường tồn kết thúc phần nói về sự nhân gớm của thân. Sau khi thuyết giảng tánh chất nhân gớm của thân, bây giờ để thuyết giảng về tánh chất nhân gớm khi đời sống bị hoại diệt. Nói cách khác, sau khi thuyết giảng rằng, ngay cả thân của vị chuyển lưng vương cũng chứa đầy những thứ hôi hám và ngay cả đời sống xa hoa cũng không khả ái. Bây giờ, để thuyết giảng về tánh nhân gớm khi đời sống bị hoại diệt, Đức Phật đã đọc lên câu kệ này. Khi thân này chết đi, do sự vắng mặt của ba yếu tố đó là thọ mạng hay danh sắc mạng quyền, thân nhiệt hay nguyên tố lửa cho nghiệp quá khứ sanh và thức, nó trở nên cương phòng giống như cái bị da chứa đầy không khí. Nó chuyển sang màu đen, do nước da vốn có đã biến mất và nó nằm trong quan tài bị bỏ hoang ở bãi Tha Ma. Khi ấy, tất cả quyến thuộc và bạn bè không quan tâm đến người ấy vì nghĩ rằng điều chắc chắn là xác chết không bao giờ sống lại. Trong câu kệ này, qua chữ Mato chết chỉ tính chất vô thường. Chữ Seti nằm trong quan tài chỉ sự thiếu vắng sức sống. Qua cả hai nhóm chữ, ý khuyên rằng hai loại ngã mạng, ngã mạng về mạng sống và ngã mạng về sức mạnh cần phải từ bỏ. Qua chữ Ú trước mà sưng phòng chỉ, sự hòa diệt của hình tướng. Chữ Quý nì lá cồ, chuyển qua màu đen chỉ, sự mất mát màu da gốc. Qua hai chữ ý khuyên rằng sự ngã mạn về sắc đẹp và sự ngã mạn về hình tướng nên được loại bỏ. Qua chữ widow bị bỏ rơi chỉ sự vắng mặt hoàn toàn cái cần được lấy lại. Qua chữ Susana mềm ở bãi tha ma chỉ tính chất nhân gớm không thể chịu đựng được đến nỗi cái thân chẳng còn giá trị gì để giữ nó trong nhà. Qua hai chữ ý khuyên rằng sự chấp thủ với ý nghĩ rằng đây là của ta và ấn tượng rằng nó đáng ưa thích cần được loại bỏ. Qua những từ Anna Bê khà hồn tiết nhà Tát vô, tất cả quyến thuộc và bạn bè không quan tâm đến nó chỉ rằng những người mà trước kia thường yêu kính người chết ấy bây giờ không còn như vậy nữa. Như vậy, câu ấy khuyên chúng ta rằng sự ngã mạng ỷ vào nhiều bạn bè và người thân ở quanh ta cần được loại bỏ qua câu kệ này đức phật chỉ ra tấm thân không có sự sống dầu nó chưa bị tan rã bây giờ để lột tả tính chất nhân gớm của thân không có sự sống mà chưa bị tan rã đức phật thuyết lên câu kệ này cái thân xác bị quăng bỏ ở bãi tha ma những con chó nhà và giả can chó rừng, chó sói và sâu bọ ăn thịt. Những con quạ và những con kênh kênh cũng đến sâu xé. Những loài ăn thịt sống khác như hổ, báo, diều hâu, vân vân cũng cắn xé nó. Kết thúc phần nói về tính chất nhường gớm của thân không có sự sống. Bằng cách này, Đức Phật đã giảng dạy bản chất của tấm thân này bởi Pháp Thiền Sunnata qua câu kệ đầu tiên bắt đầu bằng charam qua giết đi qua thiết thầm. Về tính chất nhường gớm của thân đang sống qua sáu câu kệ bắt đầu bằng Ati Samyuto và về tánh chất nhường gớm của thân đã chết qua hai câu kệ bắt đầu bằng Yadda Chesu Mato Ngoài ra, Đức Phật cũng lột tả bản chất của kẻ ngu si khi họ cho rằng xác thân đáng ưa thích vì người ấy bị vô minh che mờ, không thấy rằng tấm thân này thật sự không thường tồn, không lạc và không có ngã. Bằng cách làm này, Đức Phật mở ra sự thật rằng đau khổ quả thật do vô minh dẫn đầu. Bây giờ, để chỉ ra trạng thái của bậc trí, xem tấm thân có đặc tánh như vậy và sự thật rằng sự chấm dứt đau khổ do ba giai đoạn biến tri dẫn đầu, Đức Phật bèn đọc lên câu kệ sau. Trong giáo pháp này của Đức Phật có tám điều kỳ diệu. Vị tỳ khưu là phàm phu, bậc hữu học hay một hành giả có trí tuệ minh sát. Sau khi nghe thời pháp này của Đức Phật là kinh Quý Chá Giá hay kinh Ca Dạ Quý Chành Đa ni Ca, thấy bằng con mắt tuệ quán, thân này trong bản chất thật của nó, Do đó, vị ấy thấy rõ thân này qua ba giai đoạn biến tri, đó là sở tri, sự phán quyết và sự đoạn trừ. Cách phân biệt thân này qua ba giai đoạn biến tri như sau. Sau khi xét kỹ lưỡng hàng hóa các loại, vị thương nhân suy xét rằng nếu ta mua nó chừng này thì tiền lãi sẽ được chừng này. Chỉ khi ấy vị thương nhân mới mua hàng hóa và bán lấy lãi. Cũng vậy, vị tỳ khư phạm phu hữu học vị hành giả xem xét thân này bằng con mắt trí tuệ và hiểu thân này bằng sở tri rằng những thứ cấu tạo nên thân này chỉ là xương gân vân vân đã được nêu ra trực tiếp trong bài kinh khi đó vị ấy quán xét và quyết định thân này bằng con mắt của tuệ minh sát và hiểu thấu rằng các hiện tượng xảy ra trong thân là vô thường khổ và vô ngã Cuối cùng, vị ấy đạt đến thánh đạo và thông hiểu bằng Bahana Barinya và đoạn trừ sự liên ái của vị ấy đối với thân này hay sự tham muốn của vị ấy đối với thân này. Ở đây, vì thân này mọi người đều thấy được, sẽ không hiểu thấu qua ba giai đoạn biến tri nếu không có cơ hội nghe giáo pháp của Đức Phật, mặc dù thân này có thể thấy được vì sự thấu hiểu như vậy có thể xảy ra chỉ khi nào được nghe giáo pháp của đức phật và chỉ ra rằng cũng có cách để hiểu biết các đặc tính của suy Nhất Tá và chỉ ra rằng những người ở bên ngoài giáo pháp của đức phật thì không thể phân biệt được theo cách này đức phật đã tuyên cầu kệ suuttoṇa buddha khoṭṭhānam itta vì các tỳ khưu và tỳ khưu ni có tâm tham luyến sắc đẹp của nàng siri mà nên bài kinh quý chánh giác xuất tá được tuyên thuyết trong bốn hội chúng, địa vị của chúng tăng là cao nhất. chỉ có chúng tăng mới hằng gần gũi đức phật. bất cứ ai hoặc là tỳ khưu hay cư sĩ mà quán niệm về vô thường khổ và vô ngã đều có thể được gọi là tỳ khưu. để chỉ ra những điều này, đức phật dùng từ biết khú, không vì ba giai đoạn bát nhà được giới hạn trong các vị tỳ khưu. Nội dung này cũng còn được đặc biệt lưu ý. Bây giờ, để chỉ ra cách nhìn thấy các pháp đúng như thật phù hợp với câu nói Giá thà bù Đức Phật đọc lên câu kể này Cũng như cơ thể sống đầy những ngớm này Đi, đứng, nằm, ngồi vì có ba yếu tố Mạng quyền, hơi nóng do nghiệp sanh và thức. Cũng vậy, thân không có sự sống cũng đầy nhân gớm, mà trước khi chết có thể đi đứng nằm ngồi và khi nó có ba yếu tố ấy. Như sát chết bây giờ không thể đi đứng nằm ngồi do sự chấm dứt của ba yếu tố ấy. Cũng vậy, cái thân này của ta sẽ không thể đi đứng nằm ngồi do sự chấm dứt của ba yếu tố ấy. Như vậy, bậc trí thực hành suy xét và thấy rõ các biến cố của thân bị đe dọa bởi sự nguy hiểm của luân hồi nên dốc hết khả năng để đoạn tận tham luyến đối với nội thân cũng như ngoại thân bằng bổn đạo trí trong cách đoạn diệt sắp muối che đá và nát trong câu kệ này qua sự đối chiếu chính mình với cái thân không có sự sống người ta đoạn trừ sân phiền não mà sẽ sinh lên đối với ngoài thân khi người ấy suy xét cũng như thân đang sống này của ta như thế nào thì cái thân không có sự sống đầy những gớm trong quá khứ cũng như thế ấy bằng cách đối chiếu cái thân không có sự sống với chính mình người ta đoạn trừ tam phiền não mà sẽ khởi sanh đối với ngoài thân khi người ấy suy xét cái xác chết này như thế nào thì cơ thể sống của ta trong tương lai cũng như thế ấy khi người ta quan sát bằng trí tuệ đối chiếu qua lại của hai thân là nội thân và ngoại thân hay thân sống và xác chết người ta đoạn trừ si phiền não tức là sự không biết bản chất của hai thân ngay vào lúc sắc na khởi sanh tuệ quán trước tiên người ta biết các pháp như thật và đoạn trừ ba nhân bất thiện là tham sân và si vào sắc na khởi sanh sau của tệ quán qua bốn giai đoạn của đạo người ta có thể đoạn trừ tất cả tham ái không còn lại chút tàn dư nào của chúng bằng cách chánh đoạn nội dung này cần được lưu ý sau khi chỉ ra trình độ của các bậc hữu học bây giờ đức phật muốn chỉ ra trình độ của các bậc vô học và thuyết giảng câu kệ này trong giáo pháp này có tám điều kỳ diệu Đối với thân còn sống hoặc đã chết, bên trong hoặc bên ngoài, vị Tỳ khưu đã đoạn trừ hoàn toàn tất cả ái dục và tham muốn, bậc có A La Hán đạo tuệ, bậc đã đắc quả ngay sâu đạo và trở thành bậc A La Hán, đạt đến Niết bàn bất tử tối thắng, chấm dứt tất cả hành hay đặc tánh tịnh lạc, giải thoát khỏi ái dục, mục tiêu có thể đạt được bởi đạo tuệ. Qua câu kệ này, Đức Phật muốn nói rằng, người mà đã thực hành theo cách đã được nêu ra trước đây, đã đoạn diệt ái dục và tham muốn, hay tất cả phiền não do ái dục và tham muốn dẫn đầu, và đạt được hai yếu tố của Niết Bàn. Sau khi đã giảng về pháp quán bất tịnh như vậy, bằng thân đang sống và sát thân đã chết, cùng với đỉnh cao của nó là đạo, quả và Niết Bàn. Đức Phật đọc lên hai câu kệ cuối cùng, để khiển trách những người sống dễ vui vốn rất nguy hiểm cho Pháp Thiền đầy kết quả to lớn như vậy. Thân người có hai chân, đầy những vật bất tình, nhờn gớm và hôi hám, phải trải qua sự chăm sóc hàng ngày như tắm rửa, sức dầu thơm, vân vân. Mặc dù chăm sóc hàng ngày như vậy, nó chứa đầy mùi hôi thối, từ chính lỗ và những lỗ chân lông trên thân chảy ra liên tục những thứ nhân gớm như nước miếng, nước mắt, mồ hôi, nước mũi, ráy từ lỗ tai. Dù luôn cố gắng che phủ chúng bằng cách trang điểm tràn hoa và dầu thơm. Do tấm thần hay vì tấm thần bất tịnh đầy những vật nhần gớm, kẻ ngu hoặc nam hoặc nữ, qua ái dục có thể nghĩ rằng đây là thân của ta. Do ngã mạng nghĩ rằng trích thực thân này là ta do tà kiến nghĩ rằng thân này là trường tồn. Chỉ làm tăng thêm vô minh mà thôi. Nói cách khác, vì ấy có thể xem thường kẻ khác vì dòng giỏi, danh tính, dòng tộc và những thứ như vậy. Trong việc tán hủy tha như vậy, lý do nào có thể được ngoài việc không hiểu tứ đế mới có sự khen mình chê người? Vào lúc kết thúc thời Pháp, 84.000 chúng sanh được giác ngộ tứ diệu đế và được giải thoát. Thiên hậu Sirima chứng đắc quả thánh bất lai, vị thị khưu luyến ái nàng Sirima được chứng đắc quả thánh nhập lưu. Kết thúc bài kinh Quý Trác Giác